Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tâm An Health. Thì hôm nay thì em sẽ review cho mọi người cái dòng sản phẩm, đó chính là dạ dày mộc vị khang dạng bột pha mọi người nhé. Mộc vị khang thì nó sẽ có hai dạng, đó là thứ nhất đó là dạng dung dịch, thứ hai nữa là dạng bột pha. Thì cái công dụng của nó thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà tùy người, có người thích uống liền thì chúng ta sẽ dùng dạng dung dịch, có những người người ta thích uống pha ấm ấm uống thì chúng ta sẽ dùng cái dạng bột pha này. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về cái công dụng của cái mộc vị khang bột pha này và hướng dẫn cho các anh chị và các bạn mua đúng hàng chính hãng để tránh mua hàng giả hàng nhái mọi người nhé, mua phải hàng giả hàng nhái đấy. Thì mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0868383835, để khi mà mọi người cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này thì mọi người có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nhé. Thì đây chính là cái lọ mộc vị khang chính hãng mẫu mới nhất của công ty này. Cái hộp mộc vị khang bột pha này thì nó sẽ có 15 gói, mỗi gói nó là 5g nhé mọi người nhé. Ở trong cái hộp rất là xinh xắn như thế này. Đó, 2, 4. Cái hình này là hình lục giác mọi người nhé. Đấy, màu xanh rất là đẹp. Thì ở trên hộp cũng có ghi rất rõ này, hỗ trợ giảm axit dịch vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, và nó sẽ có một cái tem chống giả. Đấy, còn bên này ấy thì nó ghi rất là rõ cái thành phần này. Thành phần cho một gói 5g thì chứa này, lá khôi tía này, khổ sâm cho lá này, chỉ xác này, đó, nghệ đen này, bạch thược này, cam thảo bắc này. Đấy, công dụng thì nó sẽ hỗ trợ giảm axit dịch vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ cải thiện các cái triệu chứng và giảm nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng rất là tốt. Đối tượng sử dụng đó chính là những người mà bị viêm loét dạ dày tá tràng với các cái biểu hiện như là ở chua, nóng rát, đau thượng vị, trào ngược. Đây là cái số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng và mã vạch để chúng ta kiểm tra hàng chính hãng. Còn bên này thì ghi rất là rõ cái cách dùng nhé. Chúng ta sẽ pha một gói với 200ml nước sôi, uống trước bữa ăn 30 phút, pha với nước sôi mọi người nhé. Chúng ta khuấy đều lên, sau đấy chúng ta uống thôi. Ngày uống 2 lần, mỗi lần một gói. Thì khi pha thì chúng ta có thể thêm 2-3 lét gừng để cho dễ uống và khuấy đều. Sau đấy chúng ta bỏ gừng ra rồi chúng ta uống các anh chị ạ. Đây một số những cái lưu ý nhé. Không sử dụng cho những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và sản phẩm này nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đấy, và ở đây á, nó sẽ có ghi cái sản xuất tại nhà máy công ty cổ phần dược phẩm Big Pha này. Thương nhân chịu trách nhiệm là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Han Việt Nam. Ok mọi người nhé, đó chính là toàn bộ những cái thông tin trên cái hộp dạ dày mộc vị khang này. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà chiết xuất từ 100% từ thiên nhiên với cái công nghệ hiện đại. Thì nó sẽ hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm viêm loét và sung huyết dạ dày. Nó sẽ hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể rất là tốt, giúp hỗ trợ dạ dày chống lại các tác hại do rượu bia, thuốc lá gây nên. Nó sẽ hỗ trợ tiêu diệt khuẩn HP, đây chính là cái nguyên nhân đầu tiên gây viêm loét và trào ngược của chúng ta đấy. Rồi tiếp theo nữa là nó sẽ hỗ trợ tái tạo và phục hồi các cái vùng dạ dày bị viêm, đẩy lùi các tác nhân gây oxy hóa và hạn chế các cái nguy cơ gặp các cái biến chứng nguy hiểm liên quan đến dạ dày. Rồi hỗ trợ ổn định môi trường trong dạ dày, giảm tiết axit gây tổn hại niêm mạc dạ dày đó. Thì đó chính là toàn bộ những cái thông tin và cái công dụng của cái dạ dày mộc vị khang này.